Và anh mà nó, anh mới tưởng tượng là nó đi mà coi như là đi mà kiểu cúi cúi kiểu rồi mọi người phải cẩn thận nha. Chị ơi em chào mình. Đây chị. Chào anh. Khỏe không Chung Chung? Ôi. Sữa. Đồ uống sữa đúng không? Cảm ơn, rất đẹp ha. Bye bye. Bye. Sao? Mọi người này. Vô nào. Vô nào. Vô nào. 1 2 3. Rồi 1 2 3. Ok. Yeah. Cảm ơn mọi người nha. Cẩn thận nha. Về cẩn thận. Mọi người phải cẩn thận nha. Bye bye, cẩn thận nha.
thiết lý ngôi sao dịch sĩ công bố là quý vị khách mời đang đến tham dự đêm khai mạc của tổng công ty đa phương lễ thời trang quốc tế Việt Nam ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, như bây giờ chúng tôi rất vui khi được chào đón các nghệ sĩ cũng như những vị khách quý đang dần tiến vào khu vực thảm đỏ. Và chúng tôi cũng xin được gợi ý với tất cả các cameraman chúng ta hãy sẵn sàng để chào đón những vị khách quý cũng như các ngôi sao chuẩn bị bước lên thảm đỏ của Aquavina tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đêm khai mạc đầu tiên các chị nhé. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thảm đỏ của Aquavina tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam xin được chào đón lên khu vực thảm đỏ ca sĩ Emily. Thank you.